Trần Hưng Audio xin chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay Trần Hưng sẽ test trực tiếp hai đôi loa 3G audio với một con đẩy MIX ES2650 chạy 20 sò. Máy này là máy dòng máy này sử dụng 20 sò. Mạch của nó là mạch AB anh em nhé, mạch AB. Nguồn của nó là nguồn 19. Đấy, con này rất đẹp luôn. Và bên Trần Hưng sẽ test trực tiếp con đẩy này với hai đôi loa 3G audio. Anh em nghe và thẩm âm nhé. Thì con đẩy này bên Trần Hưng đang bán ra giá thành 4 triệu, đôi loa là 4 triệu một đôi. Đấy, nếu mà anh em nào có nhu cầu chơi loa thì anh em chơi hàng 3G audio này không bao giờ lo hàng nhái luôn. Chất âm thì cực đỉnh. Bây giờ anh em nghe thử chất âm nhé. Tép rất tươi, rất sáng tiếng. Mà tép dòng loa nằm này không giờ nó chói như dòng loa full. Anh em mà chơi những cái dòng loa nằm này trong nhà thì nghe nó tí tách rất hay. Đấy là mình thử cái bản nhạc tép loa. Còn anh em nghe những bản nhạc vàng hoặc là dòng loa này hát karaoke thì cho chất âm karaoke cực đỉnh luôn. Bây giờ mình sẽ thử tiếng mic của dòng loa này nhé. Nếu mà loa xịn hay không xịn thì anh em nghe tiếng mic là anh em đánh giá được dòng loa hay. 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Anh em tiếng mic cực kỳ hay luôn, rất bắt mic anh em. Mà tiếng mic rất tròn. Cái loa hay hay không, nghe nhạc hay này. Và hát karaoke hay. Đấy là một chiếc loa ngon. Còn anh em sử dụng dòng loa 3G audio trong nhà này, Trần Hưng cam kết với anh em là cực hay luôn. Dòng loa 3G audio Trần Hưng về được 21 đôi. Nói chung là zin đét luôn. Dòng 3G audio. Bass là 10x1, chép là 3x4. Đấy, công suất thực là 120W. Nặng là 13,5 kg. Đánh ở 40Hz và đến chép là 119kHz. Chạy 8 ohm anh em nhé. Rất chất lượng. Đây là dòng những cái dòng loa mà nó có hai cầu, cầu trên và cầu dưới này. Đặc trưng của dòng loa 3G audio. Rồi Trần Hưng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của Trần Hưng Audio nhé. Anh em hãy xem và ủng hộ ở kênh Trần Hưng Audio. Anh em nhớ đăng ký ở kênh chỗ phần đăng ký bên phải màn hình để liên tục cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị âm thanh nhé. Chào tạm biệt anh em nhé.